Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây lại đang có ba cái con LG V60 nha các bác. Đây là bản T-Mobile nhé, xịn và tất cả các chức năng ở trong ba con này thì em đã test rồi. Nếu như bác nào mà muốn xem cái chi tiết ấy, cũng như là em test tất cả thì ở đoạn sau clip này nhé. Còn đoạn đầu này em chỉ giới thiệu cho các bác biết được là ngoại hình của ba cái con này nó như thế nào để các bác tiện lựa chọn nhé. Còn chức năng các thứ là bảo đảm các bác là ba con này nó như nhau thôi, không có bị làm sao cả. Đây, trước tiên là con thứ nhất, đây là con thứ tư này. Đây, để em lau lau qua đây, tại vì nhiều khi lau nó cũng chưa hết bẩn đấy các bác, thì em vừa lau vừa nói luôn. Thì đây là cái mặt lưng của con thứ tư này. Thì mặt lưng con này cũng rất là đẹp nha các bác, nó gần như không không xước đâu, nó chỉ xước răm chút chút thôi. Đây là nghiêng điện mới thấy thôi, các bác nhìn thấy loá loá, có thể là lau nó chưa sạch thôi. Đây, bác yên tâm nhé, mặt lưng nó rất là đẹp. Và đây là cái cụm camera đây. Đây, cụm camera thì cũng gần như là chưa xước luôn nha các bác. Đây. Đấy. Nói chung là em nghiêng điện này các bác mới thấy được thôi, chứ còn không có điện quá là sáng như này thì các bác không thể thấy vết xước nhỏ nhỏ như này đâu. Coi như con này cũng không vết xước nha các bác. Đấy. Thì đây là cái cạnh dưới này. Cạnh dưới nhá. Cạnh dưới này thì nói chung là em thấy chả xước tí nào, hình như có một số vết bẩn bẩn ở chỗ này nhưng mà không không đáng gì. Rồi, đây là cạnh phải này, cạnh phải các bác thấy đấy, cũng coi như là không xước luôn nha các bác, không xước tí gì luôn đấy. Đó, đây là cạnh trên này, cạnh trên cũng thế, rất là đẹp, không xước tí nào luôn. Đó, còn đây là cạnh trái này, cạnh trái này. Đó, nói chung là con này đẹp nha, viền rất là đẹp luôn, viền nó phải gần như là mới gần như 99,9% ấy. Đấy. Và cái camera cũng rất là đẹp. Đây là mặt trước đây. Đây. Mặt trước cũng thế các bạn, mặt trước con này nó cũng hơi hơi xước chỗ này tí này. Đây. Bây giờ đây đây, đây hơi xước tí rồi, đấy. Còn lại thì cũng đây, nó hơi xước viền xăm xăm một tí đây. Đây, có thể thấy này. Đấy, 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 đấy. Thì em phải nghiêng với ánh điện nó như này thì bác mới thấy được thôi, chứ còn bình thường nhìn qua qua bác không thể biết được đâu. Đấy, nói chung là con hình này nó cũng rất là đẹp, chả vấn đề gì cả. Đấy, chả vấn đề gì cả luôn. Đấy, và ba con này nhé, cả ba con này em thấy đợt này em nhập về thì nó đều bị hơi bị hở hở cái lưng ấy. Hơi hở cái lưng đấy, không biết các bác nhìn thấy không. Đó. Đây này. Ở đây thì nó hơi hở thôi, có thể là qua clip bác không nhìn thấy, nhưng mà ấn ấn vào cái nắp lưng này thì nó hơi bị ọp ẹp một chút ý. Nó không phải là kêu ọp ẹp mà nó có thể là bị nó thấy được cái khe hở ấy. Đấy, thì các bác cũng biết rồi đấy, bên LG thì người ta hoàn thiện nó không tốt cho lắm. Không phải chỉ riêng con V60 đâu, tất cả những con khác thì nó đều có hiện tượng là dùng một thời gian nó, hoặc là kể cả mới, nhiều khi có cả mới nhá, nó cũng có hiện tượng như này. Và em thấy cái hiện tượng này thì đúng là nó đang là lỗi, nhưng mà được cái là cái con mấy tất cả con này nó đều có áp suất cả nữa các bác. Đấy, cho nên là thực ra cái lỗi này em fix rất là dễ thôi, chỉ cần là tháo lớp lưng ra và làm lại keo là xong thôi. Nhưng mà tại vì nó còn áp suất cho nên em không muốn là tháo ra. Và sau này khi bán cho các bác ấy, thì em sẽ lấy cái keo silicone ấy. Silicone là cái keo này này. Đây. Đây, keo này này. Đấy, thì em sẽ chét vào những cái chỗ khe hở này, nó hở ít thôi, thì các bác sẽ sợ bụi nó vào ấy, thì em sẽ chét lại để cho mục đích này sẽ ngăn bụi lại nhé. Đấy, hai con, tất cả con này đều đều hiện tượng như thế cả các bác. Đấy, cho nên là đây cũng là một hiện tượng các bác cũng có thể coi là lỗi cũng được. Tuy nhiên thì đối với em thì em không coi là lỗi, em thấy chỉ nó một thời gian dùng thì keo nó kém đi thôi. Đấy, thì được cái nó vẫn còn còn áp suất nha các bác. Đấy, thì cái con ngoại hình của con số 4 rất đẹp nha các bác. Đây, con số 5 này. Con số 5. Con số 5 của nguyên cái tem của bên hãng này. Thì con số 5 này nó cũng thế thôi, lắp lưng nó cũng tương tự như thế, nó cũng không không có xước gì nhiều đâu, xước răm răm thôi. Nói chung là còn rất là đẹp. Quan trọng là camera cho các bác này này. Đấy. Này. Nó sạch đi. Đây. Thì cái camera của con này nó cũng còn rất là đẹp nha các bác, nó cũng gần như chưa xước luôn ấy, gần như chưa xước luôn nha các bác. Đấy, các bác yên tâm, cái này thì em soi hết rồi.
Đấy, những vết bẩn bẩn này thì có thì em chưa chưa lau được sạch ấy, thì nó nhiều khi các bác nhìn thấy tưởng là bẩn hay là xước, không phải đâu, nó chỉ là vết bẩn em chưa vệ sinh kỹ thôi. Đấy, cái đó rất đẹp nhá, các bác yên tâm. Rồi đây là cạnh dưới này, thì các bác có thể thấy đây, cạnh dưới nó cũng còn rất là đẹp, cũng gần như chưa xước luôn. Đấy, các bác thấy đây, cổng sạc rất là mới. Đấy, cạnh phải đây cũng gần như chưa xước luôn các bác, mà gần chưa xước luôn đấy. Đây, cạnh trên này cũng thế, chưa xước luôn. Đây là cạnh trái cũng thế, chưa xước luôn. Quan trọng là cái chỗ viền cắt CNC này này, xem nó có xước nhiều không thôi. Thì con này cũng không xước gì. Đấy. Còn đây là cái mặt lưng, à quên, cái mặt trước. Đấy. Thì cái mặt trước của con này cũng thế, cũng còn rất là mới, xước răm răm chút chút thôi. Đấy, cũng nghiêng nghiêng đi chỗ này. Đấy, chỗ này cũng có xước răm răm chút. Đấy, 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 đấy. Phải nghiêng ánh điện mới thấy được các bạn. Các bác nhiều khi là các bác nhìn nhìn clip em soi ấy, có nghĩa em soi rất là kỹ luôn. Nhiều khi các bác kỹ tính ấy, các bác lại bảo là máy xước thế, nhưng thực ra là tại vì em soi kỹ quá thì các bác mới thấy thôi, chứ còn không có shop nào mà soi cho bác như này đâu. Cái shop cũng không có thời gian rảnh mà làm clip cho đâu, các bác đừng có đắn đo quá. Tại vì em bán là mục đích là để mà cho các bác một con máy mà nó phải là ngon nhất. Đấy, ngoại hình thì đương nhiên là phải do bên Nhật rồi, chứ không em không quyết định được ngoại hình. Đấy, còn cái gì nữa nhỉ? Con này còn gì nữa, cái gì tôi mất rồi. À cũng đây, con này cũng có em ngoại em có nói đấy, là ba con này đều hơi hơi hở lắp lưng nhá. Đây, hơi hơi thôi, qua camera có thể các bác không nhìn thấy, nó hơi hơi thôi. Đấy, đa số bị một bên, hoặc có con cả bị cả hai bên, con này bị cả hai bên. Thế thì ba con này đều bị như thế các bác. Nói chung là đẹp, hai con này thấy là đẹp tương đương nhau thôi. Đấy, rồi con thứ sáu đây, con thứ sáu này vệ sinh, nói chung vệ sinh mất thời gian lắm. Con thứ sáu này thì cái mặt lưng nó xước hơn một chút, đây xước hơn một chút ở chỗ này, ở chỗ dưới chỗ sáu này. Đấy, đấy, nó hơi xước hơn một chút, tuy nhiên thì không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, và đây cái camera cũng thế, camera cũng gần như chưa xước thế nào nữa các bác. Nghiêng nhờ con này nghiêng thì nó hơi sức hơn một chút, nó có một đường dài dài ở đây, nhưng mà em thấy là nghiêng cái điện các bác mới thấy thôi. Đấy, chứ còn bình thường không thấy đâu. Đấy. Đấy. Nói chung là con số 6 này thì camera nó sức hơn hai con kia một chút, nhưng mà đấy là phải nhìn nghiêng cái điện nhé, còn nhìn thẳng này các bác lại không thấy. Đấy. Nhưng mà nói chung là nó vẫn đẹp, vẫn rất là đẹp các bạn. Đấy. Đây là cạnh dưới này. Đấy, cạnh dưới cũng chưa sức thế nào. Cạnh phải đây. À, con số 6 này hơi hơi xấu hơn chút là chỗ này. Cái chỗ này này các bác. Chỗ này nó bị hơi cấn một chút đây. Đó, sáng quá các bạn, sáng quá các bác nhìn tại đây chỗ đầu bút này này. Đấy, đấy chỗ đầu bút này. Đấy, nó hơi bị xước phát, đấy, hơi mất thẩm mỹ. Thấy bị một vết ở đấy. Đây, cạnh trên này, cạnh trên thì ngon, không vấn đề gì. Cạnh trái cũng thế, không không xước gì cả, bị một con này bị mỗi một vết ở chỗ này thôi nha các bác. Đấy. Nói chung là con này thì bị mỗi tí ở chỗ cái viền cắt CNC ấy. Đấy, bây giờ em nói đấy, đây là cạnh mặt trước này, mặt trước đây, mặt trước thì con này nó cũng có sức răm nha các bác. Đấy, con này có thể các bác về không cần dán được, nó vẫn còn rất là đẹp, và dán vào thì chắc chắn những vết này các bác không nhìn thấy nữa đâu. Đó, các bác yên tâm nhé. Rồi thì cái con này cũng thế nhá, cũng có hơi hở lưng một tí. Đấy, cũng hơi hở lưng một tí, không biết các bác nhìn thấy không. Đấy, thì tất cả ba con này nó đều hở lưng như nhau, và nếu mà để mà đánh giá cái việc mà xấu đẹp ấy, thì là cái con số 6 này nó hơi xấu hơn những con kia một chút. Đấy, tuy nhiên ấy, thì là không phải vì thế mà các bác cứ 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 bảo em là hạ giá đi rồi fix giá đi, thì em không fix đâu. Mấy ba con này vẫn đang là bán là 4.5 triệu nhé. Tại vì những con máy như này em thấy là nó đã đẹp, phải nói là 99% rồi, không như những số khác nhé, không như những số khác 99% như con này. Những số khác em thấy là nó không được như này đâu, và nhiều khi các bác phải trừ hao lên 99, chỉ còn khoảng 97 96% thôi. Còn máy của em như nào thì em muốn thực tế là em phải quay lại clip chi tiết cho các bác biết được, để các bác biết được là cái máy mình khi mình nhận nó sẽ như thế nào. Đấy, cho nên các bác cứ yên tâm, và bác em không 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 không, không fix giá đâu, nhưng bác đừng có trả giá. Ba con này vẫn là 4,5 củ thôi, và bác nào chốt trước thì sẽ được con ngon trước thôi. Em cũng đã nói rất nhiều lần rồi, là bác nào chốt trước thì là được con ngon trước thôi. Đấy, còn bây giờ là em sẽ test chức năng của tất cả các con này,
À, đến chỗ này thì bác nào thích xem thì xem thôi nhé. Còn em bảo đảm là ba con này đều như nhau hết, đều là màn hình không âm ố, tất cả các chức năng đều ok, và còn L1 nhé, còn L1 còn áp luôn nha các bác. Đấy, các bác cứ yên tâm. Đây thì em bắt đầu test con thứ tư này, con số 4 này. Đấy thì đây, còn nó còn cái cập nhật này, về nhà bác tự cập nhật nhé, em không cập nhật. Và tất cả những con này nó có thể là chạy Android 10 hoặc là Android 11 hoặc Android 12. Bác nào mà thích về Android 10 cũng được nhé, rất là dễ thôi, em có clip để hướng dẫn các bác rồi. Còn các bác nào muốn muốn em hạ xuống Android 10 cũng được nhé, không vấn đề gì. Đấy thì trước tiên sẽ test cái wifi này, các bác thấy này, wifi có nhá. Đấy, tắt wifi đi này. Thì sẽ 4G có này. Ok nhá, nghe gọi luôn. Đấy. Ok, tiệm cận ok nhé. Rồi, test luôn cho các bác cái ghi âm. Hàng bên cái mic. Đây. Alo 1 2 3 4, alo 1 2 4 4 nếu bác thấy không? Che mic này. Đấy, che mic này, che mic thì không thấy gì luôn nhá. Mở mic ra này, ok đấy chưa? Mic ok. Đó, và test cho các bác đây. À, L1 đấy nhá, chứng chỉ L1 đồng hàng nhá. Rồi, và tai nghe này. Tai nghe thì các bác thấy này, em cũng test luôn rồi, là có 50 ohm đàng hoàng nhá. Rồi rồi em sẽ vào trong em test các chức năng kia một tí. Sao thăng 5 4 6 3 6 8 tăng sao 6 0 0 thăng. Đấy, trước tiên thì test mấy cái cơ bản thôi, nói chung là cái này em test hết rồi nên em demo lại thôi. Thì đây, cảm biến tiệm cận ánh sáng này, ok hết nhá. Đấy, các nút bấm này. Đấy, ok hết nha các bác. Rồi, ring này, rung này, ok hết, rung rất mạnh. Con quay hồi chuyện này. Đây là mấy em sẽ sơ sơ những chức năng cơ bản thôi, còn những cái kia em đã test hết rồi. Rồi, quan trọng là cái này này các bác, cái cảm ứng này. Rồi, ok luôn. Và ok nhé. Em test rồi, demo lại thôi. Áp suất đây, còn cho các bác, nhiều bác thì vẫn vẫn thích cái áp suất đấy. Áp suất, nhưng mà em cũng nói các bác rồi, áp suất thì bây giờ làm rất là dễ cho nên các bác cũng không được tin, nhưng mà còn thì em test cho các bác thôi. Và cũng nói lại cho các bác nữa là áp suất bên LG nhảy ít thôi, không nhảy nhiều đâu. Cho nhiều ông cứ anti LG bảo là nhảy như thế là mất thì kệ các ông thôi. Chịu. Đây nha, 10 16.1 này. Đấy, nên 16.7 này. Đấy. Ok. Như này con này trên 0.5 này nha các bác. Đấy, 16.7. Ok. Đối với em như thế là ok. Rồi, thế thôi. Test cái màn hình nữa nhé. Đây. Quan trọng là cái màn hình mà. Vẫn phải test. Đó. Ok hết nha các bác, nói chung là này cho các bác xem thôi. Quá rồi. Này. Yên tâm, đẹp, rất là đẹp. Em xóa hết rồi, không phải lo. Rồi xem còn cái gì nữa nha. Trong này đây, còn cái này còn rất quan trọng nha các bác. Trong này à, tôi nhầm. Trong này có cái mid info này, cái pin này không cần test nha, tại vì pin này phải dùng mới biết được, chứ còn các bác bảo test pin còn ngon không thì em chịu nhé. Đây. Bác quan trọng là cái này này. IMBL bằng 1 này. Số IMEI này trùng với số 8245 này, trùng với số ngoài này luôn này. 8245 này. Đấy, đó, yên tâm nhé. Rồi. Đó, đây là con số 1 thì em quên con số 4, em vừa test cho các bác rồi đấy. Em sẽ lấy SIM ra. À quên, lấy SIM ra em mới nói. Nói thêm là đấy, cái con này nó lại bị gãy cái SIM các bạn. À, thực ra là cái chuyện này các bác nghĩ là nó rất là to tát, nhưng mà thôi em thấy nó là bình thường, tại vì cái con V60 mà em đang dùng này nó cũng bị gãy cái SIM các bạn. Đấy là hồi xưa em không gãy đâu, mà em dùng tự nhiên một hồi nó cũng gãy, tại vì cái SIM bác biết rồi đấy, V60 cái SIM nó bằng nhựa cho nên là cũng bị gãy. Đây con mẹ em gãy rồi này đấy, nhưng mà vẫn dùng bình thường nhé, không sao nhé, bác cứ lắp vào bình thường thôi, đừng có mạnh mẽ quá là được. Đấy,
đối với em là cái việc này nó không có ảnh hưởng gì đâu nhé các bác vẫn dùng được bình thường hết. Các bác nào chê thì kệ các bác thôi, em cũng không quan tâm. Rồi, ok, đây con thứ hai, con thứ hai này cũng hình như cũng bị gãy chơi xin thì phải đấy, con này gãy một tí tí này, cho nó gãy luôn đi. Đấy. Đây, vẫn lắp sim vào bình thường nhưng mà các bác có ảnh hưởng gì đâu, lắp sim, lắp thẻ nhớ bình thường. Đây, em lắp luôn thẻ nhớ cho các bác xem, rất là bình thường, chả vấn đề gì cả, không hoàn toàn không vấn đề gì. Ok luôn. Đấy, thì trong lúc nó chờ đợi nó nhận sim thì em sẽ test cái mic này. Alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 4, che mic này, che mic này, hết rồi này. Alo 1 2 3 4 đó, ok, quá ngon luôn. Rồi rồi, trong khi nó chờ nó nhận thì test cho các bác cái L1 nhá, chứng chỉ L1 có này đó, cái hi-fi này nhận 50 ohm bình thường nhé. Ok đó, và bây giờ nó nhận sim rồi, đây wifi bình thường nhé, tắt wifi này này, đây nhận 4G bình thường nhé, nghe gọi luôn. Tiệm cận bình thường nhé các bác. À, thì ở ngoài này em test hết rồi đấy, em sẽ test cái bên trong nữa xem nào. Rồi ok, đây trước tiên là các phím bấm này, tiệm cận ánh sáng này, ok này, các phím bấm này ok luôn, rung này, rung này rất là mạnh này đó, con quay hồi chuyện này bình thường này, cảm ứng này, rồi cảm ứng bình thường nhá các bác, cảm ứng bình thường em test rồi mà. Đây quan trọng là cái áp suất, cho những bác nào mà thích áp suất em cũng bảo rồi, mỗi lần test áp suất em phải nói với các bác là đừng có tin áp suất nữa, nhưng mà thôi bác nào tin thì cứ kệ các bác thôi. 16.2 nhé, đấy 16.5 này, đấy 1.6 này, con này nhảy được khoảng 0.4 thì con này áp 0.6 ấy, đúng rồi. Đấy con này thì áp yếu hơn con kia chút, khoảng 0.4, nhưng mà như thế là em thấy cũng được, nó còn nhảy là em thấy là ok rồi. Tầm này thì các bác cứ sợ này sợ kia thì kệ các bác thôi. Rồi chỗ này hết rồi. À, em ra ngoài em test cái mấy cái này. À quên, cái con trước tiên này, con này mà em chưa test camera ấy. Đây cũng nhìn tranh thủ là test camera cho các bác, tại vì sợ các bác bảo là camera không hoạt động. Đấy, ok nhé. Góc gần, góc rộng có hết nhé, không phải lo. Rồi. Đây thì con này sẽ test cái LCD này. Đây. Còn rất là bình thường, không oai mố gì. Các yên tâm, nói thật là không hiểu sao đến cái thời con V60 thì cái việc mà ám mố nó gần như không có ấy các bác. Nó lành lắm, con V60 lành. Rồi. Quan trọng là cái mid info này, đây các bác thấy đây. IMBL1 này, số IMEI này 9006 này. Đây, trùng với ngoài ngoài lưng luôn nha các bác, 9006. Rồi. Còn cái gì nữa nhỉ? Rồi xong rồi, con này thì test thêm cái camera nữa. Các bác cứ yên tâm. Cam trước này, đó, cam sau này, đó, còn ok hết nha các bác, không phải lo. Này thì em test hết rồi mà, ok, con này như thế là ổn rồi. Các bác yên tâm nhé, những cái chức năng thì em đã test rồi, em chỉ demo lại cho các bác để làm bằng chứng cho các bác thôi, chứ nhiều bác không tin, cho nên là em cứ phải 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 làm thôi. Sim của con nào ra con đấy, không có phải là bảo đổi cái sim, tại vì nhập về em đã thấy như thế rồi, cho nên em cũng không không có thắc mắc gì cả, tại vì em không muốn, tại vì những chỗ này thật sự là nhiều bác kỹ tính thì các bác thấy nó ghê gớm, chứ em đối với em thì nó lại quá bình thường.
Đây, con này thì lại khai sinh một ngon nhé. Khai sinh một ngon. Rồi, chả cần để thêm nhớ nữa đâu, thêm nhớ nhận hết mà. Rồi, con số 6. Rồi, trong lúc nó chờ nó, đây con này đang đang là có cập nhật này. Thì em sẽ test mấy cái cơ bản trước. Ví dụ như là ghi âm này, mic này, alo 1, 2, 3, 4. Xem mic này, alo 1, 2, 3, 4, đã hết luôn. Alo 1, 2, 3, 4, đó, mic ok. L1 này, chứng chỉ L1 này. À, tranh thủ thì đang nói cái L1 thì thực sự là hồi xưa anh em mình tranh luận cái L1 rất là lâu, rất là nguy hiểm, nhưng mà thực ra là có L1 thì vẫn tốt hơn L3. Nhưng mà cái việc L1 hay L3 thì nó không ảnh hưởng đến việc mà quyết định là máy zin hay không nhá, vì nó chỉ là phần mềm thôi. Còn đây là đó, nhận 50 bình thường nhá. Ok luôn. Còn cái gì đấy nhá? Test con camera đi, tí quên. Camera đây, trước đây, sau này. Đó, ok hết nha các bác. À, ngoài này còn cái gì nữa em nhỉ? Tôi ok, em sẽ vào trong. Ok, con này đây. Các nút bấm này. Cảm biến tiếp cận ánh sáng này, ok hết nhé. Chuông này, rung này, con quay hồi chuyện này, ok hết. Test cái cảm ứng này nó cũng phải test các bạn, tại vì nó là cái rất là quan trọng, không test thì sợ là không được. Đó. Ok hết nha các bạn. Rồi, test luôn cái áp suất cho các bác. Đấy, tại vì clip cũng rất là dài rồi. Đây, 16.4 nhé. Xem lên được bao nhiêu. Đấy, 16.8. Đấy, 0.9 rồi, con này nhỉ được khoảng 0.5. Thế nhá các bác, thì ba con này các bác đều thấy là cái việc mà nó hơi hở lắp lưng ấy, nó hơi ở lắp lưng, nhưng mà các bác cũng thấy đấy, áp suất nó vẫn còn nhé, không phải lo. Còn việc mà nếu như các bác nào mà sợ cái hở lắp lưng như này, các bác về các bác bảo là lỗi thì cứ nói với em luôn nhé, cứ bảo em luôn là em fix luôn cái này cho. Nhưng mà lúc đấy là em sẽ phải phải tháo cái lắp lưng ra và nó sẽ bị mất áp suất nhé. Để cho các bác nào mà nếu mà kỹ tính quá thì nói với em trước để em fix luôn cái lắp lưng này. Thực ra là nếu mà em không nói thì em fix luôn ấy, thì các bác nhiều khi các bác cũng không biết đâu, nhưng mà có như nào thì em nói thế. Và cái này thì nếu mà không cần fix thì em sẽ đưa cái keo silicone vào đây nhé, nó sẽ chắt vào những cái khu khe hở này thì sẽ không bị lọt bụi vào đâu, nên các bác không phải lo. Cái máy của em vẫn đang chắt, mà cái máy V60 của em vẫn đang chắt cái silicone đó. Rồi ok các bác, thì đấy là mấy con máy mà em đã test cho các bác đấy. Các bác nào mà nhanh tay thì còn ngon hơn nhé, tại vì những con máy em ra nó đều rất là chất lượng, cho nên là sẽ bay nhanh thôi. Các bác nào chậm chân thì mất thôi, và em không muốn so sánh nó với bản version nhé, tại vì bản version nó không có tuổi gì so với bản T-Mobile cả. Đúng là một phần em rất ghét là bản version ấy, tại vì cái ngoại hình nó em không thích. Còn việc so sánh thì em không quan tâm nhé. So sánh thì thực ra là bác nào mà ở vùng sâu vùng xa thì em nghĩ cũng lên lấy bản T hơn. T thì kiểu gì sóng nó cũng ngon hơn, đấy là điều chắc chắn. Còn bác nào thích thì lấy bản version, version nó rẻ hơn mà. Version bây giờ tầm 4 triệu thôi. Rồi, ok. Chào các bác.